Rồi, chào anh em nha. Bữa giờ cũng có nhiều anh em hỏi hình có Corolla 1.6 bạn đủ không? Thì hôm nay em cũng mới vừa về. Tí xíu em sẽ gửi lên sóng chi tiết cho anh em mình xem nha. Hôm nay về được mấy xe á. Đó, em này là Corolla đời 98, bản 1.6 bản full nha anh chị nha. Túp ly nỉ còn luôn. 4 mâm 4 giỏ cũng đẹp. Nỉ còn luôn anh chị. Quan sờn rất là đẹp ha. Xe này bán còn 132 triệu thôi. Vô lăng anh em nhìn thấy đẹp không? Đó, túp lô túp ly nè. Trần à. Trần nỉ riêng theo xe. Túp ly nỉ còn. Dàn ghế này trong này còn nỉ luôn anh em, lột ra hay còn nỉ trong ha. Chắc xe rất là đẹp nha anh chị nha. Bản này 1.6 nó sẽ là full, nó sẽ có được thêm cái kính chỉnh điện nè, gương kính chỉnh điện, kính bấm luôn. Chắc xe đẹp tuyệt vời. Đó. Keo chỉ nhãn mát tem bọng đó nè. Đầy đủ hết. Xe này bán 132 ha. Và thêm em Cru này nữa. Em này là Cru 2018 nha. Cru 2018 biển 83 Sóc Trăng, màu trắng một trinh, xe đẹp. Bữa giờ cũng nhiều anh em hỏi mua Cru màu trắng bên em mới về nè anh chị ha. Em bán xe này 300 mấy. Để xem coi cái giá mua nhiêu, cái em mua tối mà quên giá mua tiêu rồi. Mới lên màn hình Android luôn anh chị ha. Này là 300 mấy triệu thôi. Đời 2018 đời cao nha anh chị nha. Kiểm 1.5 năm. Vô lăng tích hợp. Đó. Màn hình Android mới lên anh chị ha. Đó. Cụ số để chú Sim dán cái miếng ấy vô nha. Sim gắn cái miếng này vô, nó bị sức kìa. Ở đây nè. Bị sức cái miếng này ra tiêu rồi, tối chạy bị sao sức đó luôn. Đó, hồi gắn vô ha. Chưa gắn, mới lấy về chưa làm. Chắc xe đẹp không lỗ nhỏ luôn nha anh chị nha, xe tuyệt vời luôn, anh em nhìn nè. Đó. Đời 2018 đời cao hả chị ha. Đó, xe này 300 mấy, này cũng vậy luôn. Này Accent 2015 nhập Hàn Quốc hả chị ha. 2015 máy 1.4, dòng này chạy siêu tiết kiệm, xe riêng từ đầu tới đích luôn. Máy số gầm riêng hết, keo chỉ riêng 100%, sơn riêng 90% luôn. Nói chung xe này riêng hoàn toàn toàn tập luôn anh chị. 325 ha. Về nhiều xe lắm, này Hyundai mình đem về luôn nha anh chị nha. Hyundai màu bạc mình mới nhận cọc rồi, thì bây giờ đem chiếc màu đen từ quận 7 đem về lại. Anh em nhìn cặp đèn đẹp không? Cặp đèn sáng giới. Mình bữa giờ mình quay 195, hôm nay mình xả 190 nha anh chị nha, bán 190 cho lẹ. Kiểm tới tháng 3 2023 mới hết kiểm nha anh chị nha. Chất xe đẹp tuyệt vời, máy dầu 100 cây anh em chạy 6 lít dầu nha anh chị nha. Đời 2005, một chủ biển 63 Tiền Giang. Đó. Về cũng được mấy xe. Thì trong clip này anh em mình thấy xe nào thích, anh em cứ bình luận bên dưới hoặc là cứ khoanh tròn hoặc gửi vào Zalo em. Em sẽ gửi chi tiết xe đó và giá tiền xe đó. Và bên em bán hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ trao đổi với anh chị luôn nha. Rất là nhiều xe đang chờ anh chị em mình nè. Số sàn, số tự động, Camry nữa nè anh chị ha. Đó, Camry mình bán 170 ha. Camry Corolla nữa nè. Corolla này cái cabo nó hơi chạy cho tí xíu đi sơn lại luôn. Đó. Nhiều xe lắm. Như trong clip này anh em thích xe nào cứ bình luận bên dưới nha. Em gửi video sau đó cho anh em mình xem. Đó. Nhiều lắm. Quá trời đất luôn à. Hôm nay về bích bãi luôn. Đó. Everest nè anh chị, Everest, Innova, Highlander nữa. Cru mới, Cru cũ. Mẫu mới, mẫu cũ nữa nè, quá trời luôn nè. City Vios, Nissan, Kia. Hầu như mình có những cái dòng xe tầm trung từ 500-600 triệu đô lại mình có, hầu như có hết luôn anh chị. Anh chị cứ chạy qua xem xe, lái thử, chạy thử ha. Đây là City nhập nữa nè, Camry Mỹ nữa nè, Kia Rio Hàn Quốc nữa nè. Nhiều lắm, nhiều xe đang chờ anh chị em mình ha. Anh em cứ chạy qua lựa chọn, chạy thử thoải mái. Mitsubishi Zinger, Lancer nè, Invader nè, Miyote máy Mitsubishi nữa nè. Anh em cứ qua chọn lựa, chạy thử thoải mái. Anh em mua xe liên hệ qua 0834 333 371 hoặc gặp nhân viên bán hàng 0866 678 971 nha anh em nha. Cảm ơn anh em mình nhiều.